Đấy nhá, chúng ta sẽ ôn lại từ các khái niệm đầu tiên này. Muốn vẽ một hình ellipse thì chọn công cụ ellipse hoặc nhấn phím F7. Ok. Để vẽ, bình thường thì nó sẽ méo hoặc là cao hoặc là thấp hoặc là rộng hoặc là hẹp. Nhưng nếu chúng ta giữ Ctrl thì nó sẽ trở thành hình tròn. Được chưa? Chuyển về công cụ Quick bằng cách là nhấn Ctrl và Cách. Sau đó chúng ta bấm vào một trong các tay nắm điều khiển này co kéo. Nếu co kéo bình thường thì co bên nào kéo bên nào thì nó tác động bên đó. Tuy nhiên nếu như chúng ta giữ Shift trong quá trình kéo thì nó sẽ kéo tương tác đều ngược chiều. Thì lúc này chúng ta sẽ hình thành như thế này. Một đối tượng muốn tô màu nào thì chỉ việc là đưa vào chọn đối tượng, sau đó thì đưa vào bên tô màu, bên bảng màu và bấm vào một cái thì sẽ tô màu. Đến đây còn vấn đề gì không ạ? Không có vấn đề gì đúng không? Một đối tượng đã được chọn rồi, nhưng nếu ta lại bấm vào nó thêm một lần nữa thì sẽ chuyển sang trạng thái là có thể xoay hoặc kéo xiên đó. Và lúc này sẽ xuất hiện cái tâm quay, đưa trỏ chuột vào tâm quay và kéo nó sang vị trí mới một cách thoải mái, có thể ở trong đối tượng hoặc ở ngoài đối tượng. Bây giờ tôi đưa ra ngoài đi. Ok. Và lúc này đưa trỏ chuột vào các cái mũi tên hai chiều góc và kéo thì nó sẽ làm sao đây ạ? Cho phép chúng ta xoay theo cái tâm quay mới. Nếu trong quá trình mà giữ phím Ctrl mà quay thì chúng ta sẽ cưỡng bức góc quay là bao nhiêu đây ạ? 15 độ. Và nếu ở vị trí mới mà không nhả phím Ctrl, không nhả phím trái mà bấm thêm phím phải một cái thì sẽ tạo thành thao tác là nhân bản. Bây giờ nếu như tôi nhấn phím Ctrl R một lần nữa thì nó sẽ repeat, nó sẽ nhắc lại thao tác trước đó, tức là quay một đối tượng đi một góc bao nhiêu đồng thời nhân bản luôn. Bấm Ctrl R đây một lần, N lần thì nó sẽ xoay tròn như thế này để tạo thành một bông hoa. Sau khi khép kín đến đây thì tôi sẽ chọn tất cả cái đống này bằng cách là gì đây ạ? Nhấn giữ phím Alt và vẽ nhanh một cái marquee để chạm vào tất cả các cánh hoa thì tôi sẽ chọn được tất cả. Và sau đó thì nhấn phím Ctrl G thì tôi sẽ group nó vào được với nhau. Thì đấy là thao tác group, đúng không? Về mặt lý thì tôi muốn tô các cánh hoa khác màu thì tôi lại phải ungroup ra, đúng không? Tôi lại phải chọn đối tượng, sau đó thì tôi lại chọn lệnh ungroup hoặc ungroup all để tháo dỡ nó ra thành từng cánh hoa. Tuy nhiên tôi không muốn tháo ra mà tôi muốn can thiệp vào nhưng vẫn giữ cái group này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ giữ Ctrl và tôi tích vào cái cánh hoa tôi cần thì tôi sẽ chọn được riêng nó ở trong cái nhóm group này. Bây giờ tôi tô thử bằng màu vàng. Ok. Cái này đang là một sự chọn tạm thời nhé. Ở trong một group, tuy rằng không ăn group ra nhưng tôi vẫn có thể lách qua cái tầng group đó để tôi vào chọn một đối tượng riêng lẻ trong đó. Và các bạn để ý một tí thì đây, chọn tổng, chọn một cách bình thường thì một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng được chọn bình thường thì các bạn sẽ thấy là tay nắm điều khiển của nó là hình vuông màu đen bao xung quanh đối tượng. Nhưng nếu giữ Ctrl mà kích vào một đối tượng ở trong nhóm group thì chúng ta vẫn chọn được nó, nhưng bao quanh nó lại là các cái tay nắm điều khiển hình tròn tròn cơ, màu đen chứ không phải là hình vuông nữa. Thì nó báo rằng là chọn được rồi đấy, nhưng mà đây là một cái sự chọn gì đây ạ? Trong một group chứ không phải là tháo hẳn group ra. Và nếu như muốn cách mỗi cánh hoa lại là một màu thì tôi lại phải giữ Ctrl, tôi kích vào cái cánh tiếp theo thì lúc này tôi chọn được cánh tiếp theo. Nhưng nếu muốn nhiều cánh nữa thì phải thêm gì? Vừa Ctrl vừa Shift. Ctrl để lách, Shift là để chọn nhiều cái. Đây, cứ cách một cánh tôi lại bấm một cái. Và lúc này tôi có thể tô chung. Đây, một lệnh tô, tôi sẽ tô được các cánh cách nhau thì màu khác nhau. Và bây giờ tôi bấm ra ngoài, rõ ràng đây vẫn là một bông hoa đang được group cánh với nhau, không hề có cánh nào bị tháo ra cả. Tức là chúng ta làm một cái thao tác là lách qua cái vỏ group để chọn được một chi tiết nhỏ ở trong, một đối tượng nhỏ ở trong. Đấy, thế còn lúc mà chúng ta thôi không chọn nữa, chúng ta bấm ra ngoài thì nó vẫn nguyên vẹn cái tính chất group ban đầu của nó.
Đến đây thì có ai thắc mắc gì không ạ? Hay là như thế này đã đủ chậm để làm theo chưa? Hay là cần chậm nữa? Nào xem bạn làm được đến đâu rồi nào.